nhưng mà nó gọi là combo, thì bao gồm trong này vừa chả giò, vừa tôm, vừa thịt nướng, vừa gà nướng luôn. Cái này là thịt nướng không? Tất cả mọi người đều khen chả giò vị ngon, chỉ có một người một dê chả giò bị dở, đó là vợ của tôi. Ok, cảm ơn Tú. Đây nè các bạn, đây là cái dĩa bún ô dè combo. Combo tức là nhiều thứ. Một cái tô bún ô dè của cái quán bên đường của Dịch Thảo thì nó chỉ có bún, rồi mình ăn với chả giò hay thịt nướng hay tôm nướng cái gì cũng được, nhưng mà nó gọi là combo thì bao gồm trong này vừa chả giò, vừa tôm, vừa thịt nướng, vừa gà nướng luôn. Thì đây là một cái phần dành cho một người nào ăn nhiều hoặc là hai người có thể share nhau. Bây giờ bữa nay Dịch Thảo ăn hết cái phần này nha. Nổi không đây? Thử nha. Thử cái ông già sống tuổi này ăn hết không? Ăn gì ăn hết không? Dạ, hết ăn luôn hết luôn nha. Dạ. Không hết là Di tiếp em. Dạ. Dạ. Còn khuya mới cho Di ăn. Ok. Đây một phần combo nha. Cái phần này đó thì chắc chắn là nó phải cái giá cao hơn là 16, 17, 18 đồng rồi. Tại vì một cái tô bún bình thường cũng là 10, 10, 14, 15, 16, 17 gì đó khoảng đó. Thì một cái combo thì chắc chắn phải trên 20 là cái chắc. Bây giờ ăn liền nè. Đầu tiên thử cầm bún trước. Cầm bún mềm trong miệng. Mềm trong miệng. Ấm trong miệng. Bây giờ một là mình dùng chén mình ăn, hai là mình ăn thẳng trong này. Ăn thẳng trong này luôn đi. Hết không? Thôi. Ăn tới đâu hay tới đó nha. Cái phần này là của Việt Thảo, cho nên ăn hết hay không hết cũng là của Việt Thảo, chứ không có ai ăn vô. Cho nên mình có thể ăn trực tiếp ở đây. Nhiều bạn nói là thôi mình lấy cái chén mình, mình múc ra mình ăn, rồi còn dư là người khác ăn. Dạ, ở đây không có ai ăn dư gì đây đâu. Thôi ăn thẳng trong này luôn. Đây là nước mắm nè, được chạm nước mắm có ớt luôn. Úi chà. Hình như mình bị thiếu một cái gì đó. Hình như bị thiếu một cái gì đó. Có thể là thiếu rau không? Tú ơi Tú. Dạ. Mình có thiếu cái gì không Kinh? Đây có giá nè. Cái phần bình thường mà thực khách dùng á là mình có rau. Là giống như cái đĩa con. Nhưng mà có rau không? Dạ là y chang như vậy thôi. Còn cái này là giá, bổ sung thêm cho chú. Tức chú là không có ăn. Không có rau ở dưới. Dạ đúng rồi. Dưa leo hình như phải có. Dạ. Bây giờ để con mang ra chủ nhật. Nhưng mà cái phần này có dưa leo. Dạ. Ăn bún thì phải có dưa leo, có rau chứ. Dạ. Có bắp chua, bắp cải, cải sắc. Đâu hỏi coi, hỏi trong bếp là hình như phần này là phải có rau. Dạ, dạ, nha. Thấy nó hơi thiếu đó. Tức là nếu mình ăn một tô bún bình thường, dạ, là trong đó có rau, có dưa leo đầy đủ. Dạ, thì cái tô bún bình thường mà người bún ổng á, thì là cái salad này sẽ được sắc nhỏ ra. Rồi dưa leo sắc nhỏ, và đồ chua, và bún, và thịt. À, còn cái combo thì lại không được có dưa leo. Dạ. À, ngộ ha. Dạ. Chú không biết. Dạ. Chứ đúng là cái này phải có dưa leo, có rau cho người ta để ăn nè. Dạ, giờ nhưng mà bất kể khi khách yêu cầu bất kể rau gì hoặc là rau thơm đó, Việt Nam mình hay yêu cầu thêm thì con sẽ mang ra. Chứ ở trên cái đĩa này, tại vì người Mỹ thì thường không có ăn cái giá
với lại như họ chỉ muốn ăn salad thôi à. Ok. Dạ, tại vì họ ăn bún với lại cái thịt này á. Dạ, cho nên rồi bây giờ cho chú xin một cái phần rau để mà ăn giống như ăn bún bình thường. Dạ, dạ. Nha, để riêng ở đây là chú sang chung trong này. Chú có muốn dùng thêm bánh tráng không? Dạ thưa khỏi, dạ thưa khỏi. Dạ, chỉ có thêm dưa leo nữa. Dạ. Dạ, thì nó mới thành ra tô bún được. Dạ. Ok, như vậy thì rõ nha các bạn. Một cái tiêu chuẩn bán cho theo người Mỹ thì trong này mình không có để dưa leo, mình không có để những cái ghém, những cái rau giống như mình ăn cái tô bún của Việt Nam mình. Tuy nhiên nếu người Việt Nam mình thích ăn mình có thể yêu cầu thêm. Ngay cả giá cũng không có. Muốn ăn giá mình có giá, rau thơm đó là mình yêu cầu. Còn nếu không thì tiêu chuẩn ra chỉ như vậy thôi cho người Mỹ người ta ăn. Ok, bây giờ thì hiểu rồi. Trời ơi, tôi làm ở đây mà tôi không hiểu gì cả. Cái này là thịt nướng không? Đương nhiên khi bán cho người Mỹ là họ có đưa trái ớt mình đó. Ngon quá. Dạ, dạ cảm ơn. Cái đậu phộng này khác cũng có nhiều vị ứng nên tôi muốn bỏ vô chung. Đây là còn cái phần rau kia nữa mà. Có cái phần rau mà sắc nhỏ nhỏ ra đó. Là cái phần salad phải không? Dạ, nhưng giờ chú muốn cái đó sắc nhỏ luôn mày nữa. Dạ, sắc nhỏ để trộn vô luôn. Dạ, dạ, dạ. Đó, trộn gì nè, nó mới ra cái bún nè. Con tôm á là con tôm tươi mình đem lên mình nướng cho nên ăn nó không bị cứng, nó rất mềm luôn. Đột chua vô. Còn đây là thịt gà, cả nước. Mặc dầu làm bán cho Mỹ nhưng mà cái hương vị đó nó cũng mang cái hương vị của Việt Nam. Vẫn có mùi xả trong đó nha. Vẫn thơm mùi xả. Dạ cảm ơn. Nó chung cũng được thêm. Thì cũng là các bạn, đây là cái salad mà mình để ở trong cái tô bún đó. Thì ở đây mình xin thêm thì người ta sẽ mang ra. Còn bình thường là ăn theo cái salad này, giống như của Mỹ vậy. Hay là các bạn người Việt Nam mình đó, khi mà đến order tuần thế này đó, mình kêu trước cho giá, cho dưa leo, có rau thơm. À, hay là húng quế ví dụ vậy, để cho mình người ta trong ta chuẩn bị cho mình. Còn nếu bán đúng theo tiêu chuẩn cho người Mỹ ăn đó, ở đây đó, mình không dám để giá vô. Các bạn biết để giá vô nha, cái người bắt đầu người Mỹ nó lựa nha, lựa cộng giá ra cái nó bỏ đó, lựa vậy đó, lựa cộng giá ra nó bỏ, thành ra mình thấy tội lắm nha. Rồi mà nó kỳ nữa, cho nên để giá riêng liền. Ngay cả đậu phộng nó có thể dị ứng, cho nên đậu phộng cũng không được để vô. Trừ trường hợp người ta yêu cầu cho tôi đậu phộng vô luôn thì vô, còn nếu không để cái đậu phộng riêng bên ngoài. Đấy, ăn bún phải có đậu phộng mới ngon. Đó, bỏ vô luôn. Chà, thêm được mắm nữa. Mắm để vô chế luôn. Rưới lên luôn. Ui chà. Trời ơi, dầm dẻ này mới đã nè. Đây, thịt heo mình ha. Nó có cái mỡ và cái da ở đây nè, ăn nó mới ngon. Bún, đây là thịt nướng rồi đó.
có tôm vô. Nó thành bún, tôm, thịt nướng. Chán rồi. Cái chả giò mà mình cắn bên ngoài nó giòn rụng trong miệng. Các bạn coi. Ở ngoài giòn, ở trong mềm, juicy, mặn nước. Thơm chả giò. Nếu bây giờ mình cắt á, mình cắt mình trộn trong này á, nó bị ngâm nước mắm nó mềm. Ăn nó nhão, nó không ngon. Để riêng ăn. Quá, quá đã. Bây giờ nó vừa có dưa leo, có giá, có bún, có nước mắm, có ớt, ôi cha, có rau thơm. Dạ, có miếng không? Các bạn biết thịt heo với thịt gà nhập lại với nhau, nó hơn một tàu thịt luôn ạ. À, miếng gà. Cái này là nguyên cái đùi gà đúng á. Nguyên cái đùi gà nha. Hôm nay mình uống nước nước tắc xíu muội. Các thức uống mùa hè này á. Mấy cái món này á, nhiều người uống lắm. Tắc xíu muội nè, mơ xíu muội nè, nước mía nè, chanh dây nè, nước đá chanh nè, bán lạnh hết việc luôn. Tiếp tục chiến đấu, tiếp tục nhau trộn rồi. Ôi chà, có cái trái giò chất lượng. Giòn. Nhưng mà nói chung chưa đã cái mặn của nước mắm, chưa đã, nước mắm vẫn còn hơi thiếu một chút, một trắng đó. Từ giờ chín bự con tôm vậy đó, 1, 2, 3, 4 cách chín con tôm. Chín con tôm.
vừa ăn vừa nói cho nó gắt cái cổ. Tiếp tục. Úi chà. Ăn này là hết cái đùi gạo. Cái đùi gà thường thường nó mập, nó dày. Cái đùi gà này đã lột hết da rồi chứ không có để da, cho nên mình tìm da không có đâu. Với lại người Mỹ người ta ăn không có thích da, cho nên cái đùi gà này hoàn toàn thịt thôi. Thì muốn mà cho nó nướng mà mềm, thơm, đậm đà, mình phải ướp. Mà muốn cho mềm là gì? Mình phải cắt cái thịt chẻ ra cho nó mỏng ra, mỏng ra. Giống như mình làm cá vậy. Làm cá mình muốn ướp cho con cá nó thơm, nó đậm đà thì mình phải xẻ gập gập cái lưng cái mình đó ra. Thì cái đùi gà này cũng vậy, mình phải xẻ nó ra, ướp thì nướng nó mới mau chín, nó mới mềm. Và đặc biệt thịt gà nướng là phải nướng trực tiếp luôn, không được nướng trước. Nướng trước rồi để đó nướng lại nó cứ ngắt không ngon. Cho nên thịt gà cũng như thịt heo ở đây khi nướng là nướng trực tiếp cho nên nó mềm mại, không có bị cứng. Thịt gà rất mềm luôn. Thường khi khách đến đây ăn nó không có hết, cho nên người ta kêu một cái dĩa combo, bún combo này đó là chia ra nhiều người ăn, ăn cho biết. Thay vì mỗi người tô bún thì ăn chung. Cái đùi gà nướng này mình cũng có làm cơm gà nướng lại bằng cái đùi này nữa, ăn cũng ngon lắm luôn. Ăn được đây rồi hết bún, phải xin bún thêm rồi. Không đủ. Cái dưa chua ngon lắm luôn. Nó giòn. Xấu hổ, ăn tới chảy nước mũi. Đã quá. Thấy không? Chai giờ tới bây giờ vẫn còn nóng nè. Sốt trong miệng vậy đó.
có một điều cái chả giò mà làm không khéo á, người ngoại quốc người ta, người ta chê. Nếu không khéo đó, cái chả giò để đây là ăn, khi mình ra dọn bàn mình sẽ thấy nó dẻ bể về cánh bỏ vậy đó. Tại nó giặt cho nó coi mà, nó thấy sao mà cọng đen, cọng dài, cọng ngắn gì tùm lum giống này với con gì nó sợ. Còn cái chả giò đây không có nha. Chả giò đây nhìn đẹp mắt luôn. Có thèm không Duy? Có thèm không? Thèm nhiều thèm ít? Thèm nhiều. Chúc ăn dĩa nha. Ăn dĩa không nổi hả? Ngon. Khi mà ngon bao nhiêu ăn cũng được. Một dĩa này đó, nó tính là ít nhất cũng phải 2 người ăn, cho tới 3 người. 4 cái chả giò. Thịt nha, nguyên đùi nha. 9 con tôm, rau, cỏ, nhiều lắm. Trong có hành phi, có mỡ hầm, thịt nướng nè. Ủa trời, ăn từ giờ mà còn 3 con tôm nữa rồi. Ngon quá. Có thiện gì không? Hồi xưa tôi đi ăn khắp nơi kiếm cá thiện khó. Có thể có ớt xanh, tương ớt, ớt bằm có hết. Nhưng mà cá thiện ít khó. Có khi gặp một cái người cũng tiện người ta ăn ớt, xin ta cho có. Còn riêng cái phở Âu Giang, ớt hiểm lúc nào cũng có. Có để bán cho bún bò Huế, có để bán cho bún riêu, có để cho những người nào thích ăn ớt là có được. Cho nên các bạn đến mà muốn ăn ớt nhớ nói nha, nói một câu. Mấy cái miếng này mấy miếng ngon. Thì miếng đưa đeo vô. Sợt vô. Úi trời. Cái này mình ăn không đủ đó, thành ra mình phải động thêm đó. Ăn không đủ phải động thêm. Chẳng chưa. Ăn không đủ phải động thêm nè. Hết đúng không? Đồ gà. Ngon. Ngon lắm luôn.
đã cái miệng. Nghe đã cái miệng. Khi ăn như vậy đó, mình sẽ thấy là các món ăn có thể ăn rời rạc. Mình muốn ăn tôm riêng, mình muốn ăn thịt heo riêng, mình muốn ăn gà riêng, mình muốn ăn chả giò riêng đều được. Ăn rau cải riêng được, hay muốn trộn chung được. Nó cái nữa lợi thế hơn là ăn một cái tô bún. Tô bún thường được đưa ra là rau để sẵn vô không có giá nha. Ở đây đặc biệt không để giá, có giá mà không để, có dư lẻ mà không để. Rồi khi nào mà các bạn ăn thì lúc đó mình mới được. Nha. Bye, thường là những người order to go mang đi. Có lần có người Việt Nam mình đến ăn không có hiểu. Ra ăn tô bún, kêu Việt Thảo là ăn thuyền. Nói cái tô bún này phải chỉ có được cộng giá thì nó ngon hơn nữa. À, phải chỉ có ít cộng rau thơm, nhìn nó đẹp, ăn cũng ngon. À, phải chỉ có miếng dưa leo. Dù quá trời luôn. Cho nên các bạn ơi, khi ăn tô bún thích cái gì nói nha. Ở đây sẵn sàng nói cho waiter waitress biết các em nó lo cho. Quá ngon. Cho nên các bạn ở nhà rồi, mình có thể chế biến đơn giản. Tôi nói ngay cả bún các bạn luộc lên rồi, ngay cái cách luộc bún cũng là một nghệ thuật. Luộc bún ra nhớ là, xin lỗi, ăn được cay đổ mồ hôi rồi. Còn bún khi mình luộc á, mình bỏ cọng bún ngay từ lúc có người thì luộc lúc mà cái nước chưa sôi bỏ vô, có người luộc nước sôi mới bỏ vô, nó có ai chắc luộc cách nào cũng được cả không sao. Nhưng có điều khi mà còn bún chín vừa tới rồi đó, đừng đợi chín hẳn, chín hẳn vừa ăn ra thì cái thời gian mình đem ra nó mất thêm một thời gian chín tới nữa. Cho nên á, chín mà vừa tới ăn được rồi là đem ra đổ cái ao liền xuống một cái rổ đựng và xả nước lạnh liền, nếu có nước đá đổ vô càng tốt, cho nó lạnh liền, hôn lạnh liền cái cọng bún nó vừa ăn luôn. Rửa sạch thôi, đừng có rửa quá. Rửa quá thì cọng bún mình nó khô khốc, nó không còn cái bọt, không còn cái mềm mại nữa. Cọng bún nó ăn nó không đã nữa. Rửa sơ cho nó nguội, cho nó nguội liền rồi đem ra thì cọng bún ăn rất là mềm mại, rất ngon nha. Đơn giản chỉ có vậy. À, bây giờ tiếp tục hơn Ngân Duy. Tiếp tục hơn Ngân. Còn có chút rồi, tiếp tục hơn chút. Còn một chút. Hai cái chả giò, một đống là còn chút. Hai cái chả giò. Ok, tiếp tục. Bây giờ mình chơi cái này. Đó, chả giò này cuốn với rau nè. Rồi mình chấm nước mắm. Ui cha. Trời ơi, cái này mình nói còn chút.
Đây, nước mắm đẹp để vô đây luôn. Mình chơi nước mắm mà có ớt nha. Nước mắm có ớt luôn. Đây. Hello, cứ đi không sao, cứ đi. Chưa chả giò ra cuốn. Tự nhiên biến thành ăn cuốn chả giò hồi nào vậy trời. Ô, cái này có dưa chua nữa mới ngon. Đúng rồi, có dưa chua nữa. Chắc ngon quá. Xin chào. Cách làm cà cà mình phải sắp ngồi xa xa, sợ khi người ta nói chuyện ồn đó, mà người ta thấy mình quen người ta không dám nói chuyện trong này. Luôn nha. Cuốn không? Cuốn. Ok. Ngon quá, ngon. Ăn tới này vẫn còn ngon. Tôi phải khen tôi một tiếng. Cái chả giò tôi làm quá ngon. Nó thiệt luôn. Ai cũng vậy. Cái người nào khi nấu ăn được tự hào rằng mình làm cái món ăn nó ngon. Có thể đối với người khác không ngon, nhưng đối với mình làm ngon. Cũng có người làm đồ ăn và cũng được khẳng định một điều: tôi làm đồ ăn quá dở. Tôi ăn còn không được, đừng nói chuyện người khác. Vậy mà có người khác khen. Có một cái cô kia, cô nói là tôi, em làm đồ ăn quá dở luôn, ai ăn cũng chơi hết, mà vậy là có một người khen. Hỏi thằng làm khùng vậy, nó dở đúng. Thằng bồ em. Làm sao nó dám chơi. May còn thằng bồ, chứ không có thằng bồ là ai cũng chơi hết. Còn cái này đó tôi nói, tôi làm chả giò, tôi dám tự hào, nó ngon thiệt. Là tại sao? Thứ nhất mình ăn mình phải biết nó ngon. Mình nhìn thấy nó đẹp. Và mình phải hiểu tại sao các cà rốt phải như vậy. Tại sao cái nấm mèo không được để dài. À, tại sao cuốn tàu không được để dài. Trời ơi, nấm mèo mà để cộng dài dài, dòm như cái con dĩa trong ớn ợn, chiên lên nhịn cuốn chả giò nó dòm thấy gốm lắm. Nhìn cuốn chả giò phải vàng luôn, đẹp. Nhưng cắn ra phải sạch, đẹp, hồng hào, trắng đó. Chứ không phải là đen thui hết trơn. Nên nhìn cuốn này. Đó là đẹp. Cho nên tôi dám nói điều này. Tất cả mọi người đều khen chả giò tôi ngon. Chỉ có một người một dê chả giò tôi dở. Đó là vợ của tôi. Ê Cường, vô đây nha. Vô đây Cường, vô vui lắm. Không sao, cứ tự nhiên vậy. Ngồi xuống đây. Tới rồi. Sao qua tới thăm anh Thảo nhá. Đây, biết rồi, mọi người biết rồi.
đây là anh Cường là ở trại gà mà hồi hôm qua mình mới thua anh. Úi chà, ngồi ngồi chứ. Làm việc đi nào. Rút nước rửa cảnh sát rồi. Làm việc đi, làm việc đi. Ok ok. Nè, lợi phụ giúp không? Nó nhiều quá. Thường quá. Mới thua anh với Cường hôm qua trại gà. Đó, chủ nhân đó. Cái này nó lén được nha. Nó cấm nên không cho nói đó. Trong video không có nha. Nhưng mà có nên nói không? Tôi nói nhìn những người mà đừng có bây giờ đừng có nhìn mặt mà bắt hình dung. Đừng nhìn mặt bắt hình dung. Cái người nghe mặc áo vest nha, mang cà vạt nha, xách cặp tát nha, lái Mercedes ha, Mercedes á, nhiều khi trong xe cốp sau chở nguyên cái thùng mì gói á. Còn những cái người mà mang dép thì lẹp xẹp nha. Hình như cả đời tên này không bao giờ mang dài đâu. Từ lúc mà đi đánh cá ở ngoài biển về mà làm trại gà không có chịu mang giày. Thường thường dân triệu phú nó vậy đó. Bao giờ nhỉ? Đừng bao giờ nhìn mặt mắt thịnh hình dung làm chứ. Có một lần tôi vô trong một cái chỗ đưa ra xe, cái chỗ bán xe, thì tôi cũng đi coi xe. Có một ông Việt Nam cũng đi coi xe giống tôi. Thì tôi mặc quần jean áo sơ mi mang bata đàng hoàng. Còn các ông Việt Nam kia, ông mặc quần sọt ngắn, mang dép đẹp xẹp đi, áo thun bên ngoài. Thì đi vô thì mấy người Mỹ gặp, hello, hi, chào. Ông đi, tự nhiên có một anh chàng Mỹ đen ra, dồn dã chào hỏi, có mua xe không? Ông nói có. Cái hỏi mua xe nào, ông chỉ cái chiếc Mercedes lúc đó là chứ 600 cái chiếc gì ngon lắm. Cái nói dồn dã nó lên, chị. Rồi cái hỏi bây giờ mày muốn mua làm sao? Có cần refinance gì không? Không, tao trả tiền mặt. Nó đứng nó cười hoài, nó dẫn chơi. Chiếc xe chấm ngoài ngang, trả tiền mặt. Vậy đó, vậy mà vô rồi ký cái bục là xong luôn, lấy chiếc xe chạy luôn vậy. Mấy người Mỹ kia đứng ngẩn ngơ hết trời ơi trời. Bởi vì nó nhìn mặt bắt hình dung. Thấy mặc chiếc áo thun, mặc quần, sọt ngắn, mang dép lẹp xẹp, tưởng đây là vô chơi. Không, ông có chịu phú thiệt. Bởi vậy nhìn những người mà mang dép lẹp xẹp nhân Cường nãy đó nha. Đừng có nghĩ rằng nó đẹp xẹp thiệt nha. Tôi chỉ nói vậy thôi. Tin hay không tùy quý vị, nhưng mà biết rồi. Bây giờ trại gà mà, ai mà trại gà là không triệu phú là không phải trại gà. Ngon quá. Mừng quá. Mới qua biểu này trại gà nha. Có nhiều người nói làm trại gà cực quá. Cực chỉ đi chơi tối ngày kìa. Ngon quá. Vui quá, tự nhiên gặp người bạn. Gặp một người em, người bạn. Có hai người lấy đoạn. Ngon quá ngon. Chắc là để xin mừng ở đây. Ăn này hết cũng được, ăn cái mộc. Thôi, gặp anh em vui rồi, đi nói chuyện. Này các bạn. Thịt nha. Thịt heo nướng nha. Dạ. Bây giờ muốn vô tháo ăn hết cái này cũng được thôi. Ăn hết rồi, dễ mà. Không có gì khó, nhưng mà thôi, đến đây cũng đủ rồi. Các bạn cũng biết thế nào là một cái tô bún, một cái dĩa bún. Ô dạ, combo. Nó khác với cái tô bún ô dạ. Bún ô dạ là bún tôm thịt nướng chả giò. Một cái tô trong đó có tôm, có thịt nướng, có chả giò. Mình như mình ăn rồi phải không chị? Mình như mình ăn rồi. Còn cái này đó, nó thêm cái chữ combo. Combo tức là nó phối hợp thêm. Ngoài thịt nướng nó còn có gà nướng. Chả giò thay vì một cuốn, hai cuốn thành bốn cuốn. Tôm ba con nó thành chín con. Nha. Tất cả đồ gia vị khác nữa.
mới trở thành công bằng. Ngày hôm nay tôi ăn hết cái dĩa này, chứ còn cái thịt này đúng đặt hết được. Gặp này em mừng quá, vui, chạy gặp nó chuyện liền. Cho dù không ăn hết, nhưng nó là ăn thật, không bỏ miếng nào hết. Không phải ăn nửa chừng, cất giấu đút bỏ ra rồi mình cắt ngang mình không có, từ đầu tới đuôi. Vì thật giả thì thôi thật nha. Thật chút. Cho nên cái tuổi này mà ăn được vậy tôi mừng lắm. Có nhiều người còn trẻ ăn không ngon, ngủ không yên. Hay ăn cho ngon và ngủ cho yên. Ăn như Việt Thảo ăn này, ăn mà thấy ngon trong miệng, ăn mà thưởng thức được nó, ăn cho đã cái miệng nếu có điều kiện. Tôi xin lỗi, cho dù không có tôm, không thịt, không cá, cho dù là cái hạt muối, cho dù là cái hạt muối mà mình ăn cái cơm ngon được vẫn là ngon. Cho nên cái ăn ngon không phải đợi người giàu mới ăn ngon, kể cả người nghèo, không phải thượng tầng xã hội mới ăn ngon, mà ngay cả hạ tầng xã hội cũng ăn ngon, giới bình dân ăn cũng ngon. Ngon hay không là do mình, do cái đầu của mình thoải mái, vui tươi, đời sống hạnh phúc hay không mà ăn ngon. Nha quý vị và các bạn, ngày hôm nay Việt Thảo giới thiệu cái món bún combo để cho quý vị và các bạn thấy cái độ lớn của nó cỡ nào. Một người ăn có thể ăn hết được, hoặc là hai người mình xem với nhau. Khi đến với phở Oja ở tại thành phố Kerry, nằm ở ngay cái freeway 10 và con đường North Mason, các bạn có thể ghé để mà không phải vấn đề ăn bò, gặp Việt Thảo. Chúng ta vui vẻ để gặp nhau, trong những cường chạy tới gặp anh em với nhau vậy. Được không quý vị? Được không các bạn? Rồi nha, đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Chính Việt Thảo khi trở về phở Ồ Giá cũng ăn cái gì đó cho các bạn xem. Có người hỏi, đến lúc ăn hết món rồi còn cái gì nữa không? Dạ còn, tôi nấu những món không có trong menu, ăn cho các bạn xem, như tôi đã từng ăn trong mùa đại dịch. Ok, một lần cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bữa ăn hôm nay của Việt Thảo tại phở Ồ Giá ở tại thành phố Kerry. Và cái video này sẽ được chiếu phát sóng ở trên kênh YouTube của Việt Thảo cũng như ở trên hệ thống network MCV. Một lần nữa sự cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị cũng như các bạn trong những bữa ăn kế tiếp. Thank you and I love you.